các bạn. Đây là thành quả của mình, hai anh em đi vớt ốc buổi tối, tại vì cảnh tối quá mình không có quay, có hai anh em đi đi vớt buổi tối có hiệu quả hơn ban ngày các bạn. Đây để cho mình coi các bạn, cho các bạn luôn nha. Cái rổ này là nãy 100 g, bây giờ là hiện tại là 3 kg nha các bạn. 3 kg rưỡi, 3 kg 4 cho từ 3 kg 3 đi, một đêm vậy là mình đó các bạn thấy rõ không, 3 kg mấy nha. Đây là thành quả nè, tình tò ốc lát không nha các bạn. Nè còn đây là ốc bu vàng nè các bạn, nó giữa hai con này là các bạn phân biệt không thấy rõ ha, ốc lát với ốc bu vàng nó khác nhau hoàn toàn nha các bạn. Đây là thành quả của hai anh em đi giấc bên buổi tối, quá nhiều luôn, tương ít ai là 3 kg này. Ngày mai mình sẽ làm món gì mình chưa biết. Rồi, chào Ba Phi, chào lại tất cả anh em nha. Đây là ốc hồi tối là mình cũng đi vớt, mình cũng có quay một khúc này nha các bạn, tại hồi tối là cảnh bằng tối mình quay không được. Đây là ốc tự thiên nhiên nha các bạn, chứ mình không phải mua nha. Nhiều khi có nhiều bạn lên coi tưởng mình đi mua, chứ này thiệt tối là hai anh em thành quả. Giờ mình luộc sơ rồi xong mình nướng nha các bạn. Dạ luộc cái này nó bếp nào Thành? Đây máy ạ. Lấy cái nồi xuống. Rồi giờ để anh bếp ga luộc nha các bạn. Luộc sơ thôi nha. Chứ không có luộc ăn à. Ngày nay có hai anh em là cũng đồng nghiệp nha các bạn, làm chung công ty học Hàn Quốc không biết gì á. À, tài tổ trưởng thường thường mấy kinh là cũng có tài Nguyễn, mà này nó chỉ gì tài? Tài Mai. Tài tướng. Đó, còn này là cũng bạn của ta tài. Thường thường mà mấy các bạn lên coi cũng có tài Nguyễn, mà bữa nay là cũng có tài nhưng mà không có tài Nguyễn. Tài Nguyễn bữa nay đi cạp đất rồi, cạp đất để ăn rồi. Bữa nay là có tài Mai. Ngày mỏ giữa chừa hết chế cần dầu nữa. Sao có tấm củi rồi hai này lâu. Ồ cái này nãy không chịu nói anh mua cục cồn. Bỏ vô tự động nó cháy vậy. Chiếc xăng xe à. Đằng nào. Ồ để đi chạy đi qua bà Bảy Như mua cục cồn mới xong mẹ. Rồi ốc chín nha các bạn. Luộc sơ chín là giờ mà rửa cũng như rửa sơ sơ, lấy cái mài chắc nước ra. Đó là mới đem lên nướng nha các bạn. Ốc nướng mà hành. Có siêu cay không? Ốc nướng mà hành có siêu cay không? Bữa vô. Quá đã các bạn ơi. Ba ký tư nha các bạn. Từ ra cái rổ là còn 3 ký 3. Hồi tối chừng tưởng chừng khoảng ký mấy về, căng 3 ký mấy hết hồn chứ. Rồi xong lụm mì. Sao mấy đầu hành không sắc vô luôn, sắc lá không hả? Công đoạn cháy mà hành. Thì đầu bếp này chuyên gia đi phục vụ bạn, nó phục vụ nó nấu nước làm sao mà khách ăn chê quá chủ đuổi luôn, giờ tốt ghê. Con muốn như vậy. Để mình như lễ hay gì á kéo lên nhà anh.
tại anh chở xe Honda xuống đường này căng quá. Lễ rất lâu lắm anh ơi. Thì nói vậy thì chủ nhật cũng cũng được mà tính để coi tới chủ nhật mười tây lãnh lương mai bên chừng một nó rủ đi thằng Thới chơi mà không biết làm sao nè. Lãnh lương nào nữa mười tây tới nè hả? Ừ sao xa quá vậy. Cái nó là của nó còn mình chứ chủ nhật mình là mình tính à. Rồi than cũng chuẩn bị có mai, khó khăn. Mai là nói chuyện BB á, biết không? Ở ngoài máy điện tử vậy. Lâu thôi. Mày chơi lớn mình chơi nay uống bia Sài Gòn nha các bạn. Em đi chơi chơi lớn chứ từ từ uống đủ đế không à. Rồi giờ khỏi quay lên nổi tiếng rồi. Mẹ giúp ra đây. Đường tại ra trước đi. Nó nước mở hả? Phải được. Rồi đi học bên thanh nhạc mà ông hát hay không nhỉ? Bài hát hay lắm, bữa nghe bài hát hay lắm. Nguyên không có chuyện Nguyên luôn. Thì đang đi thử à. Bữa đó là Nguyên lại xôi. Rồi vô đây anh em mình làm cái đi. Rồi đi vô. Cái gì? Rồi mời anh em nha, ba Phi mời anh em nha. Rồi uống ngụm ly bia với ăn con ốc nha. Bạn mấy con đi nè, thấu nè. Vô bỏ dĩa hết ít, mấy chuyện lại cũng còn. Nó đang đúng rồi. Không rồi, tại không nghe đâu. Đúng rồi, tại uống vô 2-3 ly cái thử ơi, hết dĩa rồi. Có bữa hảm đau à. Rộng đi anh không? Tại đi anh. Tại đi. Tại đi thử coi. Ngon không? Quá ngon rồi. Ngọt không? Ngọt nước. Ngọt thêm một nữa ha. Dầu. Dầu cứ éo nữa. Anh. Con nằm ngồi á. Nóng. Nãy quên lấy dao giặt cái đít. Mà nếu mà biết cách lại xay vòng vòng ở đây lại nó mất được rồi đứt gần nó đứt gần được bán không được thôi bỏ được rồi, ngon à, dầm rồi mình xin quét với cái này ra cực chó nha không.
nhiều lắm anh. Chứ con ốc nuôi luộc ra teo héo à. Con này nằm ghê chứ không? Không mà là ốc mương này tối nó sạch. Nước ra vô luôn. Má con mương tối nó nổi lên hả? Ừ tối nổi lên. Nổi lật ngửa lên không à. Nên nói chung là phải biết nó nổi giống như cái lá vậy, nổi đưa cái mài lên đó. Nó xè ra đen. Tối này thấy mê chứ trời, có chỗ đeo cặp nó dí nổi lên. Đi có đầu 8 cái mương là đủ ký. Được không? Lâu lâu dùng người lạ đi. Năm nào có chỗ của anh. Nhỏ nhỏ nè. Được quá. Quá ngon. À tự nhiên vậy nè. Anh ví dụ đi bắt xong mình đúng ngoài ruộng nữa kìa. Ờ, chén mới ớt dày mà hết vô. Nghe được. Ờ, được rồi, anh đang chút xíu đi. Cái con của em hồi nãy á, này nó mới hấp dẫn quá, khó quá, để mưa ớt cho dặn xây cái đất á, xong nó cũng về, xong đi về nè, không có gì, cơm anh đây nè, ăn luôn, ăn đại đi hết mốc vớt cái clip đại quỷ, này chắc chưa đủ cây, này không quét đất đâu là nổ, này chắc chưa đủ đâu, hay gì tay còn rung nè. Cái này là giống em mà em người tay đúng rồi chứ không phải là nhậu gì kia, ta nói chiếu rượu ta đúng rồi, thằng bé lại nói chơi rồi con không ra rồi, từ anh làm em rồi hả bác, anh làm kịch tính quá thôi không ra rồi, ra đúng rồi, ngồi hai ghế thì chỗ cao, ghế thấp á, chấm này ngọt mà ngọt rồi. Em chế vô cái vỏ em hấp luôn. Thôi tới đây cũng ba Phi xin tạm dừng kết thúc clip tại đây nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Cho một cái bàn tay vẫy vào một cái tài. Chào.